chúc quý vị một đêm thật là ngon miệng trong một cái không gian thật ấm cúng tại nhà hàng Crystal, thành phố Stanton, miền Nam California. Chương trình sẽ được Bích Ngọc sắp xếp và liên tục chương trình xin mời tiếng hát của anh Ri Khang, ca sĩ Ri Khang, ca sĩ của bến nhạc với ca khúc
Anh còn nợ em. Một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, xin mời anh Di Khang. Di Khang thân ái chào tất cả quý vị hiện diện của bạn và chúc mừng sinh nhật của Bến Nhạc 4 năm rồi. Dạ, 4 năm. Xin chúc mừng. Anh
còn nợ. Và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Xin cảm ơn tiếng hát rất ngọt ngào của anh Duy Khang. Và liên tục chương trình xin mời quý vị thưởng thức một ca khúc với vũ điệu Tăng Cường qua tiếng hát Thúy Hằng, ca khúc Tango Dĩ Vãng, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng. Sau Thúy Hằng xin mời Vi Lai.